Do thời tiết rét đậm kèm theo mưa đá khiến rau củ quả ở các chợ trên địa bàn tỉnh tăng cao, nhiều loại rau quả tăng gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm Tết Nguyên đán. Tìm hiểu tại các chợ Phú Hiến, Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, chợ Ngang, huyện Kim Động, các mặt hàng nông sản vẫn được bày bán đa dạng nhưng giá tăng cao, như bắp cải trước có giá 8.000 đồng thì nay 12.000 đồng một chiếc, cà chua 15.000 đồng thì nay 30.000 đồng một kg, súp lơ tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng một chiếc. Tăng nhiều nhất vẫn là mặt hàng gia vị, chanh, sả, gừng, hành, rau thơm tăng từ 30 lên 50.000 đồng một kg. Ngoài ra, các loại quả như cam, xoài, thanh long cũng tăng từ 10.000 đồng một kg so với dịp Tết Nguyên đán. Tôi thấy giá cả mấy hôm nay mưa gió thì nó tăng. Trước thì chỉ có 3.000 mớ rau muống, bây giờ 10.000, bắp cải su hào là lên gấp 2 lần đấy. Nó đa dạng phong phú nhiều, dễ mua chứ không phải khan hiếm. Mặc dù mặt hàng nông sản tăng, nhưng các loại thực phẩm như thịt lợn, thịt bò, thịt gà, tôm, cá ở các chợ phong phú và không tăng giá. Theo các tiểu thương, nếu những ngày tới dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thời tiết giá rét vẫn kéo dài thì mặt hàng nông sản sẽ còn tiếp tục tăng.